Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành hân hạnh tài trợ chương trình này. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, da mình sáng mịn hẳn lên, không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Mình tự tin xông ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Xuân Gold mới với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Kết quả khảo sát của FDA trên toàn quốc cho thấy Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam về chất lượng tốt và hiệu quả nhanh. 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. Sản phẩm có phải là thuốc không thể chữa bệnh? Trời ơi, ta nói sau 3 tháng ăn kiêng, kiên trì tập thể dục, hôm nay đã có vòng eo 56. Nói 56 đó lố lố vậy thôi, chứ nói chừng cuộc bữa nay cũng được khoảng 65. Từ 79 mà xuống 65 là cũng được rồi. Là nhờ mình siêng năng tập thể dục, siêng năng ăn rau quả, ăn kiêng. Trời, ta nói phụ nữ là phải biết thương lấy bản thân mình. Cái gì? Mới nói gì? Chăm sóc bản thân mình. Mới nói gì nghe nhức đầu vậy? Hả? Mới nói gì? Ai vậy? Mới nói vòng eo ai 65? Tôi. Bỏ đi nha. Có thước dây trong đây mình lấy cái tao đo bây giờ đó. Thì tôi nói gì tôi phải nói lố lố trước, mình tự khen mình. Bây giờ đó không phải là tập thể dục không nữa, mà mình phải có cái bề ngoài, hiểu không? Tới có nhiều cái kiểu, hiểu không? Ví dụ như bình thường là mình đi bình thường. À. Sao nay đi ngượng đó vậy? Thì mình không có, mình phải dằn thêm, dặn mắm thêm muối. Bây giờ mình có tuổi rồi, con gái bây giờ ra nó ngượng ngợp vô trong mặt mình, chồng mình, hiểu không? Mình có nhiêu mà đẩy hết. Đó. Phải đẩy ra, lên tới mặt rồi kệ nó. Không phải với bà, núp ở trong nhà tập thể dục 3-4 ngày ai mà thấy. Thấy không, mới quại cái vỏ, vỏ đẹp dễ sợ không? Rồi quần áo phải lên đồ, có nhiều giọng lên người hết. Ngồi xuống đây tôi góp ý chân tình cho nghe. Bà là bà chỉ lo những cái ngoại hình bên ngoài. Trời ơi, ngoại hình gì? Mình đẹp là phải đẹp từ bên trong. Tập thể dục mà nó lâu lắm. Còn giờ bước vào nhà cái giật mình luôn. Trời ơi, em đẹp như con bướm là có con bướm. Em đẹp như một bông hoa là phải có hoa minh họa liền. Nhưng mà nó giả lắm, nó rất là giả tạo. Giả đó giả. Trời ơi, vừa bước vô nhà là thấy bờ môi gợi cảm liền. Ông vừa bước vô là thấy bờ môi gợi cảm. Không có ói không? Sao ói được? Đẹp quá mà, bề ngoài hết hồn mà. Rồi tôi còn định ra đi thi đó bà. Trời đất ơi, bà đi thi nữa. Ừ, định đi thi hoa hậu. Hoa hậu? Tại đẹp lòi mà đẹp thi hoa hậu. Tập chào luôn. Xì, cho tôi nghỉ 5 giây tôi cười được không? Sao tôi cười thẳng cho bản mặt bà đó. Sao? Thi hoa hậu gì? Thi hoa hậu lùng nhất thế giới à? Nghĩ sao tự tin quá trời quá đất đi thi hoa hậu. Trời ơi, vậy đi ma. Cái gì vậy ma? Mấy ba hả? Cô đẹp quá. Cái gì? Cho nhận một cái đi. Ôi trời đất ơi. Gì vậy? Không lẽ ba đàn ông nhập đó. Cô gửi cảm quá. Cô gửi cảm quá. Phải chi đàn ông ta làm vậy cũng đỡ rồi, tự nhiên nhào cho nó bóp. Phải con bể đầu nghề luôn vậy. Đâu 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 bóp đâu. Em nựng sợi dây chuyền mà. Cái chuyện tao tự nhiên mày nựng làm gì, mày hết hồn tưởng làm gì. Trời, có sợi dây chuyền tao mà thèm vậy hả trời. Trời ghê quá. Ê nó nghe nè. Thang bình tĩnh, thang nói đã. Hấp dẫn. Ê mày lùi xuống, tao ngồi kế mày đi, tao ngồi kế nhỏ này lay xấu á, xấu xấu á vậy. Ngồi đây, người đẹp phải ngồi với người sinh ra để xấu hả? Cái gì vậy, mỏi không? Ngồi sao đúng điệu đó. Bây giờ tôi khổ lắm, phải tập luôn cái dáng để chuẩn bị thi hoa hậu bị đẹp mà. Chút nữa tôi cho chai dầu về sức lưng nha. Mỏi lưng lắm phải không? Tào lao quá. Tôi ngồi đẹp, cũng đẹp nè. Ghê quá. Ủa sao vậy má? Vậy hả? Ủa sao giờ tôi ghê vậy? Lấy chồng thôi mà có vẻ bị chồng đánh đâu mà thấy ghê vậy. Sao tàn tạ vậy? Không có đánh đập gì hết á, mà em nhìn hai chị tự nhiên buồn lắm á. Làm gì buồn? Đúng rồi, phải đáng buồn chứ. Tôi với bà đẹp quá mà, coi nhìn lại nó đi. Tại vì em suy nghĩ vậy nè, có nhiều tiền đi làm về á, cái em mua đồ quần áo cho chồng con em, giày dép không thiếu cái gì hết á. Em là mang giấc ngủ. Còn hả, có đồ ăn á thì là em cho chồng em ăn ngon, con em ăn ngon em nhịn ăn. Ngu. Ngu hả? Chứ còn cái gì nữa? Là phụ nữ mình phải biết thương bản thân mình. Là phụ nữ mình phải biết trang trí cho mình đẹp. Ừ, phải chăm sóc cho mình phải đẹp hơn mỗi ngày. Sai. Em nói mấy chị nghe nè, người ta nói là hả, là phụ nữ là phải thờ chồng. Thờ đâu thờ? Là như hồi xưa vậy đó. Là như hồi xưa vậy thờ. Trời, có con này thiệt tình á, rồi sao ăn uống xong mà mặc bộ đồ thấy ghê mà mày hôi mà tanh quá. Trời đúng rồi, đang kho cá mà. Thấy ghê quá. Mày ăn mặc vậy luôn hả? Em thích cái sợi dây chuyền này, lâu em cũng muốn đeo dây chuyền lắm mà em đâu có tiền này, mua chăm sóc chưa? Cái gia đình chị ba, em hết rồi. Chị mặc bộ đồ đó chị đeo dây chuyền vô cũng ai dòm hết trơn á chị. Mình phải chăm sóc cho bản thân mình chứ, mình phải lo cho bản thân mình chứ đâu mà cái chồng con cả đời. Cái đời sinh, cái đời gì bà đọc tâm vậy đó. Cúc cung tần tuệ. Đọc chính xác dễ sợ, nhỏ văn hay đó. Sao kỳ vậy ta? Mấy chị thì nói là phải lo cho bản thân mình trước rồi mới lo cho chồng. Đúng rồi, còn mình phải biết yêu bản thân mình. Em nghe người ta nói là phải lo cho chồng trước, lo cho mình. Bây giờ rối quá, bây giờ em không có biết là bên nào nói đúng nữa. Trời ơi, bên này á cũng không có đúng, mà bên này cũng không đúng nữa. Mà tôi bà cũng đúng mà. Không, tôi cũng đang ở giữa, tôi cũng biết đúng hay sai. Hỏi chuyên gia. Hỏi chuyên gia đi chắc. Chị còn đẹp không em? Chị còn đẹp không?
Cát Tường xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện của nàng. Ngày hôm nay một chuyên đề mà Tường nghĩ rằng rất là hấp dẫn và thú vị đây, đó chính là đàn bà yêu mình rồi mới biết yêu chồng. Cái này thì có nhiều người nghe cũng có vẻ lạ lạ, nhưng với Tường thì Tường cảm thấy cái đề tài này rất là thú vị. Và ngày hôm nay càng thú vị hơn nữa khi mà người chia sẻ cùng với chúng ta trong chuyên đề này đó chính là tiến sĩ chuyên gia tâm lý Trần Hữu Đức đến từ Trung tâm Tư vấn Better Living. Dạ xin chào anh. Chào Cát Tường, xin chào quý vị đang xem chương trình. Nhưng mà trước khi hỏi ý kiến của chuyên gia thì Tường xin muốn hỏi chị em phụ nữ chúng ta một câu. Rồi mọi người cứ suy nghĩ đi, trong cái quá trình Tường với chuyên gia đây trao đổi thì mọi người sẽ tự đưa ra đáp án của mình. Rằng là một ngày trôi qua 24 tiếng thì chị em phụ nữ chúng ta đã dành ra bao nhiêu thời gian để chăm sóc cho bản thân mình? Nửa tiếng, một tiếng hay là hai tiếng? Như vậy thì là ít hay là nhiều? Đủ hay là không đủ, mọi người tự suy gẫm rồi có câu đáp án, câu trả lời cho riêng bản thân mình nha. Và bây giờ thì Tường muốn hỏi anh là anh ơi, khi mà mới vừa được sinh ra đó thì chị em phụ nữ, những đứa bé đó được gia đình giáo dục đào tạo là người phụ nữ thì con phải biết hy sinh, con phải biết lo cho sau này lớn lên lập gia đình, con phải biết lo cho chồng, lo cho con, vân vân, thì theo anh những cái quan điểm như vậy là đúng hay sai? Quan điểm đó muốn nói đúng thì cũng đúng, muốn nói sai thì cũng sai. Theo tôi thì tôi nghĩ đó là quyền lựa chọn. Một người phụ nữ ngày nay không bắt buộc phải công dung ngôn hạnh. Nhưng một người phụ nữ ngày nay có được một trong bốn thứ công dung ngôn hạnh, giá người đó tăng lên thôi. Nói về đức hy sinh thì cũng tùy mình nói cái ý nghĩa của cái chữ hy sinh là gì. Hy sinh, ngày xưa ông bà của mình, cái khái niệm rằng là đó, mình chịu phần thiệt thòi về mình, nhường hết những cái phần tốt đẹp á cho những cái người xung quanh, cụ thể hơn đó là cho ông chồng trong tương lai của con sau này. Thì cái đó, ngày nay, theo cái quan điểm mà nam nữ bình đẳng quyền với nhau, thì cái đó là khiêm cưỡng, cái đó là ép buộc. Tuy nhiên, ngồi ở trong cái phòng tham vấn về tâm lý trong những cuộc hôn nhân thì thông thường một trong những lý do dẫn đến cái sự ly hôn đó là không biết nhường nhịn cho nhau. Thì thiệt ra là đức hy sinh là một quyền lựa chọn. Và trong những cuộc hôn nhân, nếu như chúng ta có được cái lựa chọn đó, có những lúc khi muốn hy sinh ta sẽ hy sinh. Và nếu như cái lựa chọn đó đều đến cả nam và nữ, tức chồng vợ đều sẵn sàng để hy sinh cho nhau, thì tôi nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc. Còn nếu như chỉ hy sinh trong bối cảnh rằng là một bên kia chỉ biết đòi và bên kia chỉ có chất mực hy sinh, thì đó một lần nữa lại là một quyền lựa chọn. Nhưng thông thường ngày nay sẽ không ai chịu lựa chọn như thế cả. Nếu anh nói như vậy thì cũng có một số chị em phụ nữ tự nghĩ rằng là mình sinh ra lớn lên là phụ nữ rồi có một đức ông chồng, bắt đầu tới giai đoạn sinh con đẻ cái thì vừa chu toàn cái việc ở bên ngoài, về nhà phải đầu tắt mặt tối để chăm sóc cho chồng cho con, hy sinh cho chồng cho con miếng ăn giấc ngủ, thậm chí là đỡ đần tất cả các công việc trong nhà, chỉ mong là con cái mình nó sung sướng để cho chồng mình cũng được thoải mái nhẹ nhàng để mà lo công việc. Rồi họ nghĩ rằng họ hy sinh như vậy thì họ sẽ được nhận lại, sẽ được bù đắp, sẽ được hạnh phúc. Thì theo anh cái quan điểm này đúng hay sai? Sai. Tôi có thể nói thẳng luôn là sai. Nếu những người vợ dùng cái sự hy sinh tần tảo đầu tắt mặt tối như vậy để giữ ông chồng của mình là sai. Nếu như một người phụ nữ mà dành ra một chút thời gian để quan tâm chăm sóc đến bản thân mình thì có bị gọi là ích kỷ hay không? Rồi có bị những người trong gia đình hay những người xung quanh họ ủng hộ cái điều đó hay không, thưa chuyên gia? Thưa quý chị em phụ nữ, một cái quan điểm rất là sai lầm của phụ nữ Việt Nam của mình từ xưa cho tới nay là nói rằng là khi ta hy sinh đó là điều tốt. Cái đó sai, sai kinh khủng lắm. Nếu như quý vị không có làm cho quý vị được vui, nếu quý vị không biết làm cho mình được hạnh phúc, nếu quý vị trong cuộc sống mà cứ đầu tắt mặt tối, nếu quý vị trong cuộc sống mà lúc nào cũng căng thẳng, cực nhọc, mệt nhọc, quý vị sẽ không có thể giúp bất kỳ ai trên đời này cho họ vui và hạnh phúc được cả. Cho nên quan điểm của tôi rằng là phụ nữ ngày nay nếu thực sự muốn đem lại yêu thương và hạnh phúc trong gia đình của mình thì đầu tiên và tiên quyết hãy đem cái yêu thương và hạnh phúc cho chính bản thân của mình trước.
Như vậy thì người phụ nữ phải làm gì để có được một cái hạnh phúc thật sự trong cái gia đình của mình? Quay lại cái câu hỏi lúc ban đầu các Tường hỏi chị em phụ nữ xem chương trình á, là một ngày quý vị dành ra cho mình bao nhiêu thời gian để chăm sóc cho bản thân, thì lúc đó tôi nghĩ ở trong đầu, liệu các bạn ấy đã thực sự biết chăm sóc cho bản thân của mình hay chưa nữa? Thưa quý vị, chăm sóc cho bản thân thiệt ra có rất nhiều thứ chúng ta cần phải làm cùng một lúc. Đầu tiên là sức khỏe. Chăm sóc cho bản thân là biết ăn uống đầy đủ, biết thể dục, biết nghỉ ngơi, biết tĩnh dưỡng. Đó là về chăm sóc cho bản thân về thể lực. Chăm sóc cho bản thân còn phải biết lo cái sự nghiệp. Chăm sóc cho bản thân là các bạn phải biết dành thời gian cho bạn bè. Chăm sóc cho bản thân còn có nghĩa rằng là quý vị phải biết học tập, biết hoàn thiện bản thân của mình. Đừng có nói rằng là từ lúc tao lấy chồng tới bây giờ tao không học thêm được cái gì cả. Cái đó là chưa biết cách chăm sóc cho bản thân. Đôi khi học cắm hoa, đôi khi học vẽ, đôi khi học đàn, đôi khi học thêm văn hóa, đôi khi học thêm một cái bằng gì đó mà mình thực sự đam mê và yêu thích và phục vụ tốt cho cái sự nghiệp của mình. Học là chăm sóc cho bản thân. Còn một cái nữa là những cái sở thích. Làm đẹp. Là những cái sở thích. Nếu như mình không biết làm những cái thứ mà mình thích thì mình không thể nào làm cho người khác thích mình được. Và một trong những cái rất là quan trọng đó là biết cách làm đẹp cho mình. Như vậy thì từ nãy giờ quý vị vừa nghe hai anh em chúng tôi trao đổi thì quý vị cũng tự có được cái đáp án của bản thân mình. Quý vị đã dành được bao nhiêu thời gian để chăm sóc cho bản thân? Những cái chăm sóc cho bản thân đây dựa trên những cái cơ sở mà nãy giờ chuyên gia đã có cho chúng ta biết rồi, thì chúng ta hãy tự lắng động lại một ít thời gian để kiểm tra lại cái lịch trình trong một ngày làm việc của mình, xem nó đã cân bằng hay chưa. Chứ lúc nào cũng chỉ cứ chăm bẩm vào lo cho chồng, lo cho con mà để cho bản thân mình đầu tắt mặt tối, sức khỏe cũng không có, thì như vậy thì cũng không thể nào giữ được hạnh phúc gia đình đâu thưa quý vị. Cho nên là chốt lại chuyên đề ngày hôm nay thì Tường cũng muốn gửi gắm đến chị em phụ nữ rằng phải biết yêu thương và chăm sóc bản thân của ta trước cái đã, rồi sau đó mới đến đức ông chồng nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và đặc biệt là cảm ơn chuyên gia đã cho những cái chia sẻ rất bổ ích trong ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh. Xin chào quý vị. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Các Tường xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau trong khung giờ của Chuyện của nàng. Xin kính chào. Đó, chị nghe chưa? Xong, xong rồi, chẹo lưng rồi đúng không? Không phải bớt thảo giác lạnh lắm. Thấy chưa? Cân sai, bà sai luôn. Có mình tôi là tôi giữ là tôi đúng nè. Đó. Biết sao không? Đó, chuyên gia ta nói đó, mình phải biết chăm sóc bản thân mình, yêu bản thân mình. Mình phải bồi bổ mình xinh đẹp, mình khỏe mạnh thì mình mới có thời gian mình chăm sóc cho chồng. Mình mới có sức khỏe mình chăm sóc cho chồng, hiểu không? Em biết em sai. Đó, bà nè, suốt ngày lo làm đẹp. Đó, bỏ bê quá. Chồng cũng không đúng. Đúng rồi. Mày cưng á, lo cho chồng quá, bỏ bê bản thân mình cũng không đúng. Ê, còn tôi bị bệnh rồi. Bởi vì thiệt tình là giờ gia đình cũng nó đâu vô đó rồi. Mà mình nhiều khi mình có tiền bạc cái mình lo mình làm lố quá, mình cũng quên chồng mình đi. Đâu hiểu có không? Thời gian chăm sóc ổng đúng không? Vậy, bỏ cho giờ về bớt lố lại để về lo cho ổng, lo cho mình luôn cho nó cân bằng. Chị ơi, chị có em á là em lo cho chồng không à, em có lo cho em. Đúng rồi. Em bèo nhẹ cái kia. Thôi chị về nha, chị về chị lo cho chồng. Hết rồi, sao giờ nãy chồng chị gặp em nói á, chị cứ vậy hoài là anh bỏ đó. Dám bỏ chị. Ổng ngán lắm rồi. Nó nghe nè. Ổng nhìn vào môi bà ổng ngán lắm rồi. Chị mà có điều quan trọng nữa em muốn hỏi hai chị luôn trước khi em đi về luôn. Sao dạo này chồng em có vẻ như, mặc dù em rất là quan tâm chăm sóc chồng em nha, nhưng mà tại sao có vẻ như chồng em xa lánh em quá vậy? Tự nhìn bà ngon ngói quá. Vợ chồng đó cũng lợt lạc luôn, là sao vậy? Nghe nè má, trời ơi, người ta nhìn vô là cái nhìn đầu tiên người ta phải thu hút. Nó phải tươi xinh, nó phải mơn mởn. Thì phải biết chăm sóc bản thân mình phải đẹp lên. Bà uống nhìn chồng mới ha. Ui nè, thấy không, thấy mơn mởn không? 40 tuổi mơn mởn, uống tinh chất mầm đậu nành. Bữa đó chị đó. Tại vì mình là mình đang bị thiếu hụt nội tiết tố nữ, hiểu không? Mình uống cái đó vô nó bổ sung vô cho mình là mình sẽ tươi trẻ, sẽ tươi mới chồng nó khoái. Ê, cái gì nó mua ở đâu? Nhà thuốc Tây bán đầy hết á. Mà nhớ nhà mua cái loại mà của hội sản phụ khoa ta khuyên dùng. Nó chị màu vàng. Màu vàng chị. Bây giờ em đi ra em mua, em uống xong rồi cái em gặp chồng em nó ê hấp dẫn quá. Cái đó là đà bồi bổ bên trong, còn bên ngoài cũng phải sửa soạn lại nghe chưa? Phải dọn lại nghe chưa? Trời ơi, đó con gái hả? Đó, ghê quá. Trời ơi, đi từ từ dắt té má ơi. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, da mình sáng mình hẳn lên.
không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Mình tự tin xong ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Sugar mới, với tính chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu, giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Kết quả khảo sát của FDA trên toàn quốc cho thấy, Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam về chất lượng tốt và hiệu quả nhanh. 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. Sản phẩm có phải là thuốc không thể chữa bệnh? Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành, hân hạnh tài trợ chương trình này.